cả nước hiện có khoảng 7 triệu lao động đang làm việc tại 370 khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, nhà ở công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Khoảng 95% công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp tập trung trên cả nước phải thuê trọ của tư nhân. Thực tế hiện nay cái đề án này là không chạm đến nhu cầu, nó vừa thiếu vừa thừa. Sau khi xây dựng ở thành phố thì đối tượng ưu tiên không tiếp cận được nhà ở xã hội vì giá bán quá cao. Cũng đề nghị là chính phủ cũng sớm có cái chỉ đạo nghiên cứu rà soát để làm sao có cái cơ chế. Chính sách ưu đãi không thực sự hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội. Nhưng vấn đề lớn hơn là người thu nhập thấp có mua được nhà ở xã hội hay không? Thưa quý vị, nỗ lực xây nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp hay đẩy nhanh gói tín dụng 120.000 tỷ là những cụm từ thường xuyên được sử dụng trong thời gian qua khi các mục tiêu trong đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng như việc triển khai gói tín dụng xây nhà ở xã hội không đạt được kết quả như kỳ vọng. Rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, song một trong những căn nguyên lớn nhất được các đại biểu Quốc hội khóa 15 chỉ rõ, đó là chính sách này đã được thiết kế chính xác với đối tượng cần mua nhà ở hay chưa, và ngay cả khi được vay với lãi suất thấp thì người lao động có thể mua được nhà ở xã hội hay không. Thu nhập bình quân của công nhân vào khoảng 7 triệu đồng một tháng, tổng thu nhập lương, phụ cấp vào khoảng 8,74 triệu đồng. Đây là nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội tại các thành phố lớn, bởi họ thuộc diện thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là không quá 11 triệu đồng một tháng từ tiền công và tiền lương. Song thực tế, nhóm đối tượng này cũng khó tiếp cận thực sự được giá nhà hoặc chưa có nhiều dự án để họ tiếp cận được. Các khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên nhiều, song khả năng đáp ứng nhà mới còn ở con số rất thấp. Đơn cử tại Hà Nội mới đáp ứng được khoảng 20%. Khi mà xây khu công nghiệp thì cũng xây khu nhà ở cho công nhân cũng như các điểm sinh hoạt để công nhân có cái điều kiện được mua hoặc là thuê trọ với cái giá ưu đãi cho người lao động để người lao động an cư lập nghiệp, phục vụ tốt được cái công việc. Đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội sẽ vừa đáp ứng được nhu cầu an sinh xã hội của nhóm người thu nhập thấp, vừa nâng sức cầu của nền kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế cần nhiều động lực để phục hồi. Tuy nhiên, chính sách đã trúng, nhưng dường như chưa đúng đối tượng. Khi người cần mua thì không mua được nhà. Người mua được nhà lại thuộc đối tượng người không có nhu cầu thực, người đầu cơ bất động sản. Ở Việt Nam hiện nay chúng ta có một nhóm mà chúng ta hay gọi là người có thu nhập thấp. Vậy thì thực sự người có thu nhập thấp là bao nhiêu? Quan điểm cá nhân của tôi, người thu nhập thấp ở Việt Nam chúng ta may thì họ đủ ăn. Do đó tư duy về việc là bây giờ họ có thể mua được nhà, kể cả nhà ở xã hội với cái mức giá như chúng ta nói hiện nay là 25 triệu cho một mét vuông. Và trong trường hợp họ không có tiền thì họ có thể vay ưu đãi với lãi suất có thể là thậm chí 0% đi chăng nữa. Tôi cam đoan đó sẽ không phải là những người có thu nhập thấp. Người lao động để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì phải thuộc đối tượng thu nhập thấp, tức là dưới 11 triệu đồng. Tức là mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thế nhưng với mức thu nhập này, dù vượt qua điều kiện mua thì lãi vay lại trở thành trở ngại lớn của người thu nhập thấp. Gói tín dụng 120.000 tỷ với lãi suất ưu đãi 8,2% cho người mua nhà ở xã hội. Theo giả định, ví dụ một người mua một căn hộ nhà ở xã hội khoảng 900 triệu đồng, sau khi trả 20% phần tiền ban đầu, người mua nhà được vay 720 triệu đồng còn lại thuộc gói 120.000 tỷ với lãi suất 8,2% trong vòng 20 năm. Hàng tháng họ sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi hơn 6 triệu đồng, tức là hơn một nửa thu nhập. Vậy là với mức này, người lao động đủ điều kiện mua nhà thì sẽ không đủ khả năng trả nợ. Theo các chuyên gia, ngay cả với lãi suất ưu đãi 4,8% của Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng vẫn là quá sức với người lao động. Và có thể nói rằng chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân người lao động, trong đó đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội là hết sức nhân văn. Tuy nhiên thì qua quá trình thực hiện, triển khai, các vướng mắc cần được rà soát điều chỉnh, xác định đúng và trúng đối tượng có nhu cầu mua, từ đó thực hiện chính sách phù hợp với thực tiễn. Tại báo cáo Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, liên quan đến nội dung phát triển nhà ở xã hội, thì tiến độ cho vay gói 120.000 tỷ đồng chưa đạt tiến độ đề ra. Điều này cho thấy các bên thụ hưởng không thực sự mặn mà với lãi suất ưu đãi. Vừa qua, các ngân hàng thương mại đã cam kết tín dụng cho 15 dự án nhà ở xã hội
với số tiền cam kết khoảng 7.000 tỷ đồng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ giải ngân được 12 dự án với tổng số tiền 956 tỷ đồng, đạt khoảng 13%. Con số này cho thấy còn quá thấp so với mục tiêu đề ra. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi và ý kiến của cử tri thời gian qua cho thấy, ngoài những hạn chế như việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội chậm, không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, thì còn có việc sau khi xây dựng ở thành phố thì đối tượng ưu tiên không tiếp cận được nhà ở xã hội vì giá bán quá cao. Từ giải pháp xem xét về đối tượng, khả năng thực sự của đối tượng mua nhà, một nội dung rất mới được các đại biểu hiến kế và đề xuất tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 là xem xét phát triển chính sách xây nhà cho thuê hơn là chỉ tập trung ưu đãi xây nhà để bán. Đây cũng là một chính sách mà một số quốc gia châu Á đã thực hiện lâu nay, điển hình như Trung Quốc, đã phát huy rất hiệu quả trong việc bảo đảm nhà ở và thúc đẩy đô thị hóa gắn với an sinh xã hội. Là nhà nước nên có chính sách ưu đãi tốt hơn để phát triển căn hộ cho thuê thay vì hỗ trợ phát triển căn hộ để bán đối với đối tượng thu nhập thấp. Đối với đối tượng thu nhập thấp thì chúng ta nên có một cái quỹ nhà ở cho thuê ổn định và không ngừng được mở rộng để đảm bảo cho được cái việc nhà nước xét cho cùng chúng ta là xã hội chủ nghĩa thì phải đảm bảo được chỗ ở cho tất cả người dân phù hợp với thu nhập của mình. Thế nên tôi cho rằng là cần phải có chính sách quyết liệt hơn và triệt để hơn đối với lại dạng nhà ở cho thuê. Chúng ta phải phân nhóm khách hàng của chúng ta trước khi nói về câu chuyện vừa túi tiền, vậy thì vừa túi tiền của ai? Chúng ta có bao nhiêu cái nhóm và nhu cầu của họ đối với nhà ở như thế nào? Tiếp theo chúng ta mới nói đến các cái phân khúc bất động sản phù hợp với từng cái nhóm đó. Và cái thứ ba, trong lúc đó chúng ta mới bàn đến chính sách cho từng cái nhóm đó để làm thế nào giúp hỗ trợ họ trong cái vấn đề có thể tiếp cận được cái phân khúc, cái sản phẩm bất động sản phù hợp với chính họ. Chính sách quản lý phát triển nhà ở xã hội đã được đưa vào luật nhà ở năm 2023 và sẽ được đẩy nhanh thời gian có hiệu lực trước 5 tháng, tức là vào ngày 1 tháng 8 năm 2024 tới đây. Dự thảo đang được thiết kế theo hướng đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, các điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đơn giản hơn so với luật nhà ở năm 2014. Quy định mua, thuê nhà ở xã hội được rút ngắn và đơn giản hơn về phương thức thực hiện nhằm giảm áp lực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, bảo đảm vai trò của nhà nước trong quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở, cũng như đảm bảo tính nhân văn trong thực hiện chính sách hỗ trợ.